Hiện nay trên quốc lộ 55, phạm vi từ vòng xoay Bà Rịa đến vòng xoay Vũng Vằng đang triển khai thực hiện đồng thời hai dự án thu gom và xử lý nước thải thành phố Bà Rịa do Ban Quản lý Dự án Chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp làm chủ đầu tư và dự án sửa chữa quốc lộ 55 thuộc thẩm quyền của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Tuy nhiên, đầu năm nay, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã ủy quyền cho Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện dự án sửa chữa quốc lộ 55. Sở Giao thông Vận tải đã báo cáo tình hình triển khai các dự án này cho ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tham dự họp có đại diện các sở ngành liên quan và Ban Quản lý Dự án Chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp. Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải tại cuộc họp Ủy ban Nhân dân tỉnh, hiện nay dự án sửa chữa quốc lộ 55 đã hoàn thành công tác đấu thầu. Sở Giao thông Vận tải đã mời nhà thầu thi công thương thảo hợp đồng, dự kiến sẽ khởi công trong tháng 8 năm 2022. Đối với dự án thu gom và xử lý nước thải thành phố Bà Rịa, chủ đầu tư thi công quá chậm, không tuân thủ các nội dung đã cam kết, làm hư hỏng mặt bằng đường hiện hữu, gây cản trở giao thông. Điều này làm ảnh hưởng đến kế hoạch thực hiện dự án sửa chữa quốc lộ 55. Qua lắng nghe ý kiến của các sở ngành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ông Lê Ngọc Khánh đề nghị Sở Giao thông Vận tải gia hạn thời gian thi công cho dự án thu gom và xử lý nước thải Bà Rịa. Ban Quản lý Dự án Chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp phải thực hiện đúng tiến độ cam kết được cấp phép thi công, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn công trình hiện hữu, đồng thời không ảnh hưởng đến kế hoạch thực hiện dự án sửa chữa quốc lộ 55.